Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Tải. Thì hôm nay công ty mình lại tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm, đó là cái tổng phanh của xe Hyundai Accent. Đây là sản phẩm mới 100% từ công ty chúng tôi nhập khẩu về. Đây, hàng chính hãng 100%. Sản phẩm tổng phanh xe Hyundai Accent được sử dụng lắp đặt trên các dòng xe ben, xe đầu kéo Hyundai Accent. Sản phẩm đang được chúng tôi bán trực tiếp tại kho quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và tại Long Biên Hà Nội. Hàng có sẵn tại kho. Ngoài ra thì công ty chúng tôi còn nhập khẩu về rất nhiều các loại phụ tùng cho xe Hyundai Accent như tổng côn, tổng phanh, tay nắm cần số và các phụ tùng thân vỏ như mặt nạ, mặt ga lăng, ốp bậc, cản trước, ốp gió, tay nắm cửa, gương chiếu hậu và rất nhiều các phụ tùng khác. Hàng sẵn tại kho tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và tại Long Biên Hà Nội. Thì nếu quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại là 0962 820 686. Địa chỉ công ty chúng tôi hiện tại là tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và tại Long Biên Hà Nội. Sau đây mình xin kết thúc video tại đây. Thì nếu quý khách hàng có quan tâm về các phụ tùng của xe tải nặng Trung Quốc thì có thể bấm một nút like và đăng ký kênh. Mình xin hẹn các bạn ở những video sau. Xin trân trọng cảm ơn.